Trong nhà này mẹ cũng thương dâu tây nhất trong nhà nhất trên đời à, mẹ cũng thương dâu tây nhất trong nhà mà nhất trên đời nhà mẹ hả, gà ma biết gáy là con gà con ô ô à, gà ma cục ta cũng lại là con gà cha à, à. Đi lên quanh trong sân có con vịt là có con vịt nè, đi lên quanh trong sân có con vịt là có con vịt nè nè, gà ma đã thịt chỉ có là ăn thôi nè à. Gà ma đã chắc thì chỉ có sáo gừng thôi nha nha à, à, à. Đi lên quanh trong sân có con vịt là có con vịt mà, đi lang thang trong sân có con vịt là có con vịt nhỉ nhỉ à. Em bé dâu tây của bà ơi, bé dâu tây rất đáng yêu, bà thương em dâu tây nhất trong nhà nhất trên đời, bà thương em dâu tây nhất trong nhà là nhất trên đời mình này. Em bé dâu tây của bà ơi, chỉ một lát nữa là em ngủ thôi, em rất thân ba hát, ba hát bài này hát bài này, em rất thích nghe ba hát bài con gà này là con gà này, con gà đi lang thang trong sân ba ma bắt gặp là ba thả đi ngay, không như ai kia đâu bắt được một con gà là cắt tiết mang đi 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 thịt rồi ăn này này này. Em bé dâu tây đang lờ mờ lờ mờ. Nhưng em rất chi là đáng yêu mẹ ơi, mẹ mà quay phim em rất là đáng yêu này này này. Em bé dâu tây của bà ơi ý ơi ơi ơi, em bé dâu tây của bà ơi ơi ơi, bà thương em dâu tây nhất trên đời em biết không, mẹ cũng thương dâu tây nhất trên đời là em biết không nè nè. Em bé cũng thương mẹ cha nên em rất là ngoan cả nhà ơi, em rất chi biết điều là biết điều à, em rất thương yêu ba, em thương yêu ba mẹ rất là ngoan cứ ngủ rồi ăn thôi, rất là ngoan cứ ngủ rồi ăn thôi, em lớn lên trong vòng tay của bà ba mẹ, em lớn lên trong vòng tay của bà ba mẹ này này, thế là em đã nhắm mắt ngủ rồi nè này, em rất là ngoan và biết điều, ba rất là thương em lắm thương em lắm, ba rất là thương em lắm là thương em lắm lắm lắm. Em bé dâu tây của bà ơi, em bé dâu tây của bà ơi ba ơi, ba thương em dâu tây nhất trong nhà là nhất trong nhà, ba thương em dâu tây nhất trong nhà là nhất trong nhà mình lại ủ bà. Mẹ đang quay quay clip làm phim nè nè, mẹ đang quay clip kia con ơi, ôi ơi nhanh 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 em dâu tây buổi trưa còn hay khó ngủ nhưng mà không sao, buổi trưa là buổi ngày cần gì phải ngủ nhiều đâu con dâu tây ơi, không thích thì mình lại dậy để đi chơi Đây đi là chơi bài đi của ba khi chơi. không dỗ được con ngủ. Ai không dỗ được con ngủ thì ba không cần lại đi chơi được.